ở câu lạc bộ Nhi Lộc là ông Lê Trung Hiếu. Bàn thắng gỡ hòa cho các cầu thủ Nghi Lộc. Một pha ăn mừng rất may là cầu thủ số 4 Nguyễn Văn Minh vào 2-1. Vâng, một pha ăn mừng rất điệu nghệ. Ở trận đấu gặp Diễn Châu thì vâng, chúng tôi đang thấy những nút like dành cho Nghi Lộc. Rất điểm, 2-2. Số 8, cầu thủ số 8.